Chào mừng các bạn đã đến với kênh Game Hot. Các bạn có biết đây là gì không? Đây là chế độ ải viễn chinh. Ở game Liên Quân Ca, đây là chế độ ải viễn chinh nha. Nó dạng như trong game Legend Trainer này, nó cũng dạng như là trong Liên Quân Ca vậy. Chúng ta phải đánh từng ải này, từng nhân qua. Nhưng mà mình nghĩ game này nó phức tạp hơn rất nhiều. Đi hại rất khó. Mình nghĩ con nước gặp con nước thì mình nghĩ rằng nếu như mà ở trong game Liên Quân Poker chúng ta có thể chọn khắc chế để giữ HP và win được 15 hại, thì trong game này mình nghĩ rằng đi được tầm khoảng 5 hại là chiều rồi. Như vậy mình đi được hai ải đó nhá, chắc chắn nan tới các bạn. Các bạn thấy là mình có con trai da tiếng quả này cho thứ sáu rất đẹp, nhưng nó cực kỳ nuột na. Để cho nó auto đánh đi, kế ba nó. Mình nghĩ điều tốt nhất hiện tại mình có thể làm được đó là cho những con Pokemon khắc chế. Chúng ta có thể nhớ những điều cơ bản đó là lửa là khắc cỏ, nước thì khắc lửa, điện thì khắc nước, mặt đất thì khắc điện. Có qua đó rồi, đây rồi. Như vậy mình tiếp tục win rồi. Được ai 4 đến 15 lần thôi các bạn. Các bạn nhìn nữa. Được khá nhiều gót skill tôn. Mà đã gì ấy. Xóa không anh ơi, anh này xóa không. Như vậy nó gọi là con Chameleon. Mình có con lửa khắc chế rồi. Nhưng mà những con Pokemon mình cũng là mẫu mẫu mất đi rất nhiều rồi. Nó gọi là con nước. Thì bây giờ mình gọi là con cũng có con nước. Gọi tạm con mắt tôm đây. À, biết lúc này mình gọi con Pikachu. Nó gọi ra con lửa thì mình sẽ gọi ra con quá to tù. Quá to là con nước. Nó gọi ra con gà lửa thì sẽ có con nước khắc chế. Bạn có thể đánh bằng bàn tay nhá, nhưng mà cho mình nhát. Mình để auto cho khỏe. Ôi rất nhiều. Để cái này có mất thời gian này các bạn. Trong game Liên Quân Poker chúng ta thấy có mất rất nhiều thời gian cho ải này rồi, mà đánh cái game này nó còn tốn nhiều thời gian nữa. Ba nó thật chứ. Nó gọi Pikachu ra bị khắc chế đám rất mạnh. Ôi con Pikachu nó mạnh nhỉ, để không mất máu kìa. Con Luka đi, nó đánh thế, càng đánh thì càng mạnh như vậy. Đánh năm ai là thấy suy lơ. Auto lúc đi. Ở đây nó cũng giống như trong game Liên Quân Poker vậy. Nó đòi VIP 3 thì mở đi auto được. Ba nó. Ok, bỏ đi. Đánh nữa. Mình đâu đánh một ai để làm nhiệm vụ mà thôi. Nên tiền một cái video giúp thầy cả ba với cái ai viện chính đó. Bây giờ mình lại tiếp tục làm nhiệm vụ nhá. Nhìn qua online này.
Còn lại đàn ai, còn lại đàn ai bên chính sông là cho thường như nhỉ? Không có. Xóa xóa Pokemon ở chị bờ biển thì phải. Bà biển. Ôi nó đẹp này. Ôi đẹp quá. Cảnh vật quá đẹp thế các bạn. Đối với những dân đi phượt như mình thì rất thích những cảnh như vậy. Vậy nó bắt mình xuống đánh những con quá Toto này. Còn lại nó gọi Pikachu ra. Con Charizard bị khắc hệ. Bây giờ mình thử đánh được bạn xem nhá. Ê chạy này, bỏ chạy này. Đấy, đấy, bỏ chạy, bỏ chạy, bỏ chạy. Chạy thôi. Đánh. Nếu chúng ta tự chơi, chúng ta thể tự do di chuyển. Tự do di chuyển, tự do skill. Con Charizard lại bị khắc hệ. Mặc dù vậy thì với lượng tiến hóa rất cao của nó, tiểu học vượt bậc so với những con này thì mình cũng dễ dàng để có thể hoàn thành được ai. Các bạn có thể làm không? Cả bơi được trên sa mạc này. Đấy, con cả này là thân tính cả rồi. Bắt Pokemon. Như bạn thì có Squirtle, Squirtle. Nên tiền làm nhiệm vụ luôn. Có lẽ hôm nay mình sẽ cày được lên level 25 để bao được Will. Ba hồi các bạn thấy đi mà map này được thiết kế rất đẹp nhé. Ở đây có lượm quả poke này, tiếc tiền nào không có chạy tăng tốc như trong game Liên Quân Poke. Gì đây? Để lượm đi. Lên đại nhiệm vụ nào. Các bạn thấy đường xuống bãi biển nó được thiết kế rất đẹp này. Một thiết kế đẹp thật. Game này mà khi mà ra mắt tại Việt Nam thì có lẽ dung lượng của nó là cũng khá lớn này. Mà cũng lắc hơn Liên Quân Poker. Như là tiếp tục chiến đấu thế vậy. Chiến đấu suốt ngày. Để con cha đi ra là cưng. Cưng tim. Còn lại mình sẽ đánh con Swampert. Tại vì Swampert nó rất bị rất ít bị khắc chế. Con trai da mặc dù nó mạnh nhưng mà bị hệ nước, hệ nước khắc chế rất mạnh, hệ nước này, hệ nhám thạch này. Ôi con bọt là con đắc rai kìa, mộng mộng những 7 những 8. Con đắc rai này như là rất rất ít thế khắc chế con đắc rai thế vậy. Các bạn thấy là trong chat ở game này là cũng được cải thiện hơn so với trong game Liên Quân Poker nhá. Chat nhìn nó dễ dàng hơn đây, nhìn nó cũng thoải mái hơn. Có ông xe Barbie này, hello hello Việt Việt Nam này, hello Việt Nam này, như vậy là có lẽ là người Việt Nam rồi. Hello Werner. Đi tìm Dragon Scaler.
Khoan khoan, lườm lườm này, lườm này. Nhặt được của rồi. Tiền được chứ mày. Yêu cầu lực chỉ là 9.600, như vậy là mình đủ được 9.600 rồi. Đây là bức tường nha các bạn. Những thành viên mà có nổi trội nhất sẽ được tặng tượng vinh danh. Đó là những thành viên gọi là hiến máu. Mình sẽ quảng cây được khoảng 2.500 kim cương để quay một lần thử xem nhá. Nó ra con gì? Để xem chức năng quay được đây. Như vậy là quay cần tốn 2.380 kim cương để quay nhân 10. Sẽ ra được một con chỉ tôn. Ok, lên level 25 rồi. Nhưng mà mình có thể vào được view rồi. Đấy nhá. Vào này, xin vào này, xin vào này. Xin vào này. Để ở đây là đôi level. Đấy, còn level 26, ba nó. Để xem phần event này. Event này. Nhận gì đây? Đang nhận level. Như vậy level 25 được nhận hôm qua này. Một rương để trang trí, để tiền hóa. Nhận thêm được 250 kim cương. Nhưng mà sắp đủ rồi. Có lẽ ngày mai mình sẽ đủ để quay nhân 10. Mình sẽ làm video để quay nhân 10 một lần thì xem nhá. Thi đấu với thằng Blue. Rồi con nước ra đi. Con nước nó khắc chế những con này. Các bạn thấy khắc chế rất mạnh nhá. Nó diệt rất nhanh. Ôi lửa thì một đang lửa. Nó nhìn con đẹp nhỉ. Có lẽ chiến thuật là dù con này vào một hướng ở skill. Đây chẳng qua gió mình nạt đánh, mình để áo túi nhá. Chuyển điểm mà ta chơi chiến thuật thì sẽ có chạy những chạy chạy qua hướng này, chạy qua hướng này này, đây chạy qua hướng này tốt nhất, đánh một lần được 2 con. Ok, win được blue. Là tiếp tục đi. Hiện tại thì ở server này đang là một cho đêm. Một cho đêm này các bạn. Server này ấy. Hy vọng là hôm nay mình sẽ cày đủ 2.380 kim cương để quay những 10. Bây giờ mình sẽ dừng video này lại tại đây nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem nha.